Tác phẩm đầu tiên với tên gọi Clair de Lune cũng đã thay cho lời chào của Hoàng Ngọc gửi đến quý vị khán giả của chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ mang đến những giai điệu rất nổi tiếng của các nhà soạn nhạc như Debussy, Schumann, Manuel de Falla và Fauré. Và các tác phẩm này được chuyển soạn cho piano, violon và clarinet. Bên cạnh Hoàng Ngọc là ba vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam, nghệ sĩ clarinet Nguyễn Tuấn Lộc và nghệ sĩ piano Nguyễn Thùy Yên. Và hôm nay đến với chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc, chị đang mang đến tác phẩm Clair de Lune của nhà soạn nhạc Debussy. Vậy thì Hoàng Ngọc rất nóng lòng được nghe những lời chia sẻ của chính nghệ sĩ piano về tác giả và tác phẩm này ạ. Chào Hoàng Ngọc. Debussy là một tác giả người Pháp. Ông là một trong những đại diện lớn của trường phái âm nhạc ấn tượng. Tác phẩm Suite Bergamas thì trong đó là cái khúc thứ ba là Clair de Lune là nổi tiếng hơn cả. Trong này thì tác phẩm này ta sẽ thấy là không có người tác giả đã không có diễn tả một cái gì đó cụ thể, mà trong đó là ta sẽ thấy là những cái ánh sáng, những cái luồng không khí nó chuyển màu, nó đổi màu liên tục. Cái từ Clair de Lune trong tiếng Việt có nghĩa là gì ạ? Tên là ánh trăng. Nó có nghĩa là ánh trăng. Đúng rồi. Tức là cái ánh sáng mà mình đang nói đến đó là ánh trăng nó chiếu xuống. Và một cái nội tâm của con người trong cái bài này nó cũng bị ảnh hưởng với những cái ánh sáng, những cái luồng không khí và những cái ngoại cảnh xung quanh đó. Những cái luồng ánh sáng màu sắc khác nhau khi đi xuống dưới, đi xuống xuyên qua những cái bầu không khí, nó tạo thành những cái ánh sáng và những luồng không khí liên tục thay đổi khác nhau. Và cái điều đó đã làm ảnh hưởng tới cái tâm trạng của người nghe và người nhìn. Đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng tôi chọn tên gọi của số ngày hôm nay là Wonder Music. Bởi vì chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng âm nhạc cổ điển không chỉ mang đến một cảm xúc nhất định, thế nhưng mỗi người dựa trên những trải nghiệm của mình thì sẽ có những cái cảm xúc và ý kiến khác nhau. Vậy thì thưa các nghệ sĩ, cái đẹp trong nghệ thuật nói chung và trong âm nhạc nói riêng, thì theo ý kiến riêng của nghệ sĩ Tăng Thành Nam, thì cái đẹp trong nghệ thuật là như thế nào ạ? Cái đẹp đối với người này có thể là bình thường đối với người khác. Thế thì trong cái, ngay như trong cái tác phẩm đầu tiên mà chị Thủy Yên vừa chơi đó là Ánh Trăng, thế thì âm nhạc nó cũng có một cái tác phẩm mang tên là Ánh Trăng của Beethoven. Thế thì mỗi một cái trường phái thì nó đem lại một cái cảm giác nhìn nhận về cái đẹp của ánh trăng nó khác nhau. Giống như là với ông Beethoven thì nó gần gũi con người hơn, nó yêu nhiều hơn, nó tình yêu nhiều hơn. Nhưng mà với cái ông Debussy thì khi mà cái trường phái ấn tượng, mọi thứ nó đã thay đổi, mọi thứ nó đã trở nên lạnh hơn một chút và nó mang cái biểu cảm yên tĩnh, thì cái ánh trăng trong Debussy nó cũng đã lạnh hơn và nó cũng bớt đi cái phần hơi thở con người trong đó. Thế thì nó đi về cái mặt thiên nhiên nhiều hơn. Thế thì với cái đẹp thì tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có cái quyền được cảm nhận. Thế nên trong âm nhạc cổ điển, nói chung là âm nhạc không lời, thì nó là một không gian mở, nó rất tuyệt vời ở chỗ là mỗi chúng ta có quyền tưởng tượng. Tôi có thể tưởng tượng cái ánh trăng màu của tôi và bạn có thể tưởng tượng cái ánh trăng màu của các bạn. Thế thì chính vì vậy mà chúng ta mượn cái âm nhạc, mượn cái không gian, khi các tác phẩm không lời được vang lên thì chúng ta lại thông qua đó để cảm nhận cái đẹp, thông qua đó để cảm nhận cuộc sống nó đẹp hơn. Dạ vâng, thế còn với nghệ sĩ Tuấn Lộc ạ, cái đẹp trong nghệ thuật đối với anh là anh có quan điểm như thế nào ạ? Với mình thì trong quan điểm cái đẹp trong nghệ thuật là những cái mà nó tự nhiên nhất của con người. Và Hoàng Ngọc cảm thấy có một điều rất là hay rằng là mặc dù là tất cả các tác phẩm này đều được sáng tác trước chúng ta hơn một thế kỷ, thế nhưng chúng ta những người ở thế hệ sau chúng ta vẫn có thể cảm thụ được nó và vẫn tìm được cái điểm chung trong từng cái câu nhạc, từng cái cảm xúc của các tác phẩm mặc dù là nó được sáng tác từ rất là lâu trước đó rồi. Đó là một điều rất là hay về âm nhạc cổ điển, phải không ạ thưa các nghệ sĩ? Những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi rất hạnh phúc khi mà mình được chơi lại những cái tác phẩm từ những cái thời rất xa xưa, vài trăm năm, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng để cảm nhận, cảm thụ và truyền lại cái chia sẻ cái cảm nhận của mình với cái người nghe. Đó là cái mục đích của các nghệ sĩ. Và với tác phẩm tiếp theo mà các nghệ sĩ sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay, đó là một sáng tác của Manuel de Falla. Nghệ sĩ Tăng Thành Nam, anh có thể nói đôi chút về tác giả cũng như là cái tác phẩm mà mình sắp biểu diễn được không? Vâng. Nhạc sĩ Manuel de Falla thì là một nhạc sĩ người Tây Ban Nha.
ông đã giữ được cái chất rất là mình Nam Âu, có nghĩa là rất hội hè của người Tây Ban Nha, lúc nào cũng mạnh mẽ, rất quyết liệt, rất là cái đẹp thì đẹp một cách là gợi cảm, chứ không phải là một cái đẹp nhẹ nhàng chỉ thoáng qua. Và nó có ảnh hưởng cả những cái sự xa hoa của Trung Đông, từ Aladdin, Cái Đèn Thần chẳng hạn đấy. Tác phẩm này nó nằm trong một cái vở opera, nó là một cái giai điệu. Thế nhưng mà được một nhạc sĩ người Đức, Kressler, ông nhạc sĩ này đã chuyển soạn thành cho violon và piano. Hôm nay hy vọng rằng là Nam và chị Thủy Yên sẽ đem lên cho quý vị một chút cái không khí hội hè, không khí vui vẻ của đất nước Tây Ban Nha. Và đến với tác phẩm tiếp theo của chương trình là bản Fantasy của nhà soạn nhạc Schumann, viết cho piano và clarinet. Và trước khi lắng nghe tác phẩm này thì Hoàng Ngọc rất tò mò muốn biết về nhà soạn nhạc Schumann. Schumann là một nhạc sĩ người Đức. Âm nhạc của ông đã ảnh hưởng rất nhiều từ những nhà thơ của Đức như là Goethe, Byron. Sau này thì ông đi xem một cái hòa nhạc của Paganini. Sau khi nghe Paganini trình diễn violon xong thì đó là một cái ấn tượng quá sâu sắc đối với Schumann. Và từ đó là ông đã về, ông thay đổi rất là nhiều cách sáng tác của mình, đưa nhiều cái kỹ thuật phức tạp hơn, phóng khoáng hơn vào tác phẩm của ông.
Ví dụ điển hình là những cái etude rất là mang cái tính ngẫu hứng nhiều hơn của Paganini, và độ kỹ thuật nó cũng khó hơn. Ông rất là yêu thích cái công việc biểu diễn và luyện tập piano, nhưng mà chính vì một cái ham mê quá lớn trong cái việc biểu diễn piano thì có một thời gian ông đã tự nghĩ ra một cái thiết bị, một cái máy để luyện tập làm sao để kéo được cái ngón tay thật dài ra để đáp ứng hơn những cái kỹ thuật mà ông ấy viết cho những tác phẩm của ông, đã làm hỏng cái bàn tay của ông và ông đã phải bệnh viện từ bỏ cái việc chơi đàn. Và sau thời từ đó về sau thì ông tập trung nhiều hơn vào sáng tác, lý luận và phê bình âm nhạc. Thực chất là Schumann còn là một nhạc sĩ viết các ca khúc rất là tuyệt vời. Ông đã có rất nhiều tập viết ca khúc. Schumann thì có biên soạn có nhiều cái romance cho clarinet và violon. Thì nghệ sĩ Tuấn Lộc có thể chia sẻ thêm về nội dung cũng như là hình tượng của tác phẩm này đến với các khán giả của Cửa Cửa Âm Nhạc không ạ? Với cái tác phẩm này thì được Schumann viết vào những năm gần những năm cuối đời. Thì cái thời gian đó thì ông bị bệnh trầm cảm. Thành ra là khi mà chúng ta nghe thấy cái giai điệu của cái tác phẩm Fantasy này, ở cái phần mở đầu ạ, thì ông viết với những cái giai điệu đậm chất buồn, nhưng nó không có nghĩa rằng là bi quan, ở giọng la thứ. Sau đó phát triển đến cuối bài thì chuyển sang la trưởng để nó hướng tới một cái gì đó nó lạc quan hơn và kết thúc một cách rất là viên mãn. Thì qua cái tác phẩm này thì chúng ta cũng học hỏi được rất là nhiều. Trong cuộc sống của chúng ta thì có những cái lúc thì rất là khó khăn hoặc cũng rất là nản chí, nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta không có những cái hy vọng. Và qua tác phẩm thì cũng muốn hướng tới cho khán giả một cái hy vọng để vượt qua những khó khăn của mình. Tôi được cảm nhận một cái thực sự là hoàn hảo khi mà tác giả viết giữa clarinet và piano. Sự kết hợp hoàn hảo đấy, có những lúc mà cái giai điệu của kèn clarinet được nổi lên, cũng có những lúc mà đắm chìm trong những cái giai điệu của piano để mình có những cái cảm hứng, có những cái cảm xúc nhiều hơn khi mà chơi cái tác phẩm này. Vậy thì khi mà hai nghệ sĩ luyện tập chung với nhau thì mình có gặp khó khăn gì không ạ, thưa chị Thùy Yên? Là hai anh em cùng có một cái cảm giác, cảm xúc âm nhạc nó khá giống nhau, đó là thích cái, tức là yêu thích cái sự cuồng nhiệt máu lửa. Cho nên là khi tập cái Fantasy, cái bài thứ hai, thậm chí là em cũng bị anh Lộc nhắc là cần phải và thậm chí phải chạy theo anh Lộc rất là nhiều, bởi vì anh ấy quá là nhiệt tình và quá là lúc nào cũng cuồng cuộn lửa trong người. Vậy là nghệ sĩ Tuấn Lộc phải ép bớt cái lửa lại để cân bằng được với nghệ sĩ thì nhưng mà thật sự bài nó khó. Nếu mà chiều anh ấy chạy theo anh ấy thì không thể kiểm soát được các nốt. Và vâng, kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Fantasy qua phần trình diễn của nghệ sĩ Tuấn Lộc và nghệ sĩ Thùy Yên.
Thì trong quan điểm của nghệ sĩ Tuấn Lộc thì âm nhạc có tác động như thế nào đối với cuộc sống và cái cảm xúc của mình ạ? Thì riêng đối với chúng tôi là những người nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển thì nhạc cổ điển là thể loại nhạc rất là sâu sắc. Nó luôn mang đến cho người nghe một cái cảm giác lạc quan yêu đời, cho dù bất cứ một cái hoàn cảnh nào, cho dù tác phẩm đó nói về những cái câu chuyện buồn hoặc là nói về những cái khung cảnh, bối cảnh buồn, thì đằng sau nó luôn luôn hướng cho người ta đến một cái niềm tin vào cuộc sống, một cái sự lạc quan. Do đó, đó là chính những cái giá trị mà vĩnh cửu của những tác phẩm cổ điển để lại cho tới bây giờ. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, tác phẩm có tên gọi Sau Một Giấc Mơ, sáng tác của Fauré với phần trình diễn của violinist Tăng Thành Nam và pianist Nguyễn Thùy Yên. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của ba vị khách mời của ngày hôm nay.